Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Indonesia kêu gọi Mỹ, Nhật đầu tư vào quần đảo phía nam Biển Đông nhằm kháng Trung Quốc. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào quần đảo Natuna của Indonesia ở phía nam Biển Đông trong lúc Tổng thống Joko Widodo gia tăng nỗ lực chống lại tuyên bố chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cụ thể, Bộ trưởng phụ trách đầu tư và vấn đề biển Indonesia Luhut Panjaitan hôm 17 tháng 1 cho giới phóng viên ở Jakarta hay ba nước trên quan tâm đến việc xây dựng ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản ở Natuna, theo hãng tin Bloomberg. Nỗ lực của Tổng thống Widodo thu hút đầu tư nước ngoài vào quần đảo Natuna có thể đẩy căng thẳng theo leo thang với Bắc Kinh, theo sau vụ hơn 60 tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển xung quanh Natuna và Indonesia tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này hồi tháng trước. Bắc Kinh thì lập luận vùng biển đó là ngư trường truyền thống đối với ngư dân Trung Quốc. Trung Quốc thêm 4 ca viêm phổi lạ. Chuyên gia Anh nghi có tới 1.700 ca. Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay thông báo đã ghi nhận thêm 4 trường hợp khác vì bị viêm phổi do chủng coronavirus, tức là virus corona, mới phát hiện gây ra tại thành phố Vũ Hán. Theo đài BBC, các nhà khoa học Anh cho rằng số người đã bị nhiễm chủng virus corona là ở Trung Quốc trên thực tế cao nhất rất nhiều so với những số liệu chính thức công bố. Theo đó, từ nghiên cứu độc lập của Trung tâm Khoa học Lâm sàng về phân tích dịch bệnh lây nhiễm toàn cầu tại Đại học Imperial College London, các chuyên gia Anh cho rằng, mặc dù chỉ có 50 trường hợp được cơ quan y tế Vũ Hán xác nhận tới nay, nhưng họ ước tính con số nhiễm bệnh đã lên tới hơn 1.700 người. Chính xác là 1.723 người. Trung Quốc trước nguy cơ lan truyền virus gây bệnh phổi bí ẩn. Theo Tân Hoa Xã, sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi được thực hiện trong đợt xuân vận năm nay ở Trung Quốc. Vào ngày hôm qua, bà Kerhove, Maria Van Kerhove, người đứng đầu bộ phận phụ trách các dịch bệnh mới của Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo. Từ những thông tin mà chúng tôi nắm được, có khả năng xảy ra lây nhiễm hạn chế từ người sang người, nhất là trong cùng gia đình. Điều này dấy lên một mối lo ngại lớn bởi dịch bệnh bùng phát đúng vào dịp Tết, Nguyên đán tại Trung Quốc và các nước Đông Á, khi nhu cầu di chuyển và đi du lịch gia tăng rất mạnh. Ước tính chỉ riêng tại Trung Quốc, trong mùa nghỉ lễ và du lịch kéo dài 40 ngày, sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi được thực hiện bằng cả đường sắt, đường hàng không, đường biển và đường bộ. Cảnh sát Hồng Kông đầu tiên bị bắt vì ủng hộ người biểu tình. Một cảnh sát Hồng Kông vừa bị bắt cùng 7 người khác khi họ đang dán các poster ủng hộ phong trào biểu tình phản đối chính quyền đặc khu trên một chiếc cầu dành cho người đi bộ. Những người này bị buộc tội sở hữu những vật với ý đồ gây thiệt hại hoặc phá hoại tài sản. Theo thông báo của cảnh sát, họ bị nghi ngờ đã âm mưu phá hỏng cây cầu. Đây là trường hợp đầu tiên một cảnh sát Hồng Kông bị bắt vì ủng hộ phong trào biểu tình tại đặc khu đã kéo dài 7 tháng qua. Đã có hơn 6.500 người biểu tình bị bắt. Nông dân Australia reo mừng dưới mưa. Người nông dân bang New South Wales ngửa mặt hứng mưa, bày tỏ nỗi vui mừng khi mưa xối xả xuống mảnh đất khô cằn vì hạn hán, theo Daily Mail. Đoạn video cảm động được Bryce Chapman,
Nông dân ở New South Wales, Australia đăng trên Facebook hôm 17 tháng 1 cho thấy ông bước ra ngoài trời reo mừng chào đón cơn mưa tại nông trại sau nhiều tháng hạn hán. Chapman cởi mũ, ngửa mặt lên trời để mưa xối vào mặt. Hãy dội mưa xuống, tưới ướt đẫm nơi này, ông nói trong niềm hân hoan, sau đó khoe những con bò và những vũng nước mưa trong nông trại. Bò ơi, cơn mưa sẽ mang đến thức ăn cho chúng mày đấy, ông nói với đàn gia súc của mình. Ngoại trưởng Iran ngoại trừ khả năng đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới. Ngày 18 tháng 1, nhật báo Tehran Times cho biết Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif loại trừ mọi khả năng đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới. Ông Zarif đưa ra tuyên bố trên hôm ngày 17 tháng 1 trong chuyến thăm thành phố Mumbai để tham dự một hội nghị do Hiệp hội các ngành công nghiệp Ấn Độ tổ chức. Ngoại trưởng Zarif tuyên bố, chúng tôi sẽ không đàm phán giờ đàm phán về một thỏa thuận mới. Ông Zarif kêu gọi chính phủ Ấn Độ thuyết phục Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân, còn có tên gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện, JCPOA, ký giữa Iran nhóm P5+1, Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức năm 2015. Triều Tiên có ngoại trưởng mới, hãng tin Yonhap Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên chọn ông Ri Sung-gon, người có vai trò quan trọng quá trình phát triển mối quan hệ Hàn Triều, làm Bộ trưởng Ngoại giao mới. Hãng tin Yonhap Hàn Quốc hôm ngày 19 tháng 1 cho biết Triều Tiên đã thông báo với các đại sứ nước ngoài tại Bình Nhưỡng về việc lựa chọn ông Ri Sung-gon, nguyên sĩ quan quân đội, giữ ghế ngoại trưởng thay ông Ri Yong-ho. Việc Triều Tiên chọn ông Ri Sung-gon, một người từng là trưởng phái đoàn đàm phán nước này trong các hội nghị liên Triều, người có vai trò đặc biệt trong thượng đỉnh Hàn Triều, cho thấy Triều Tiên có những tín hiệu muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc thời gian tới trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bế tắc. Trung Quốc xác nhận có 17 ca nhiễm mới bệnh viêm phổi lạ. Trung Quốc hôm ngày 19 tháng 1 thông báo ghi nhận thêm 7 ca mới bị viêm phổi lạ, trong đó có 3 trường hợp trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Hãng tin AFP thông tin này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trong mùa xuân vận của Tết Nguyên Đán 2020 khi hàng trăm triệu người Trung Quốc di chuyển khắp cả nước và ra nước ngoài. Trong số 17 ca nhiễm mới tại thành phố Vũ Hán, nơi được xác định là tâm điểm phát dịch, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Taliban phát tín hiệu sẽ đạt thỏa thuận với Mỹ vào cuối tháng này. Theo Taliban, họ hướng tới được thỏa thuận rút quân với Mỹ vào cuối tháng 1, 2020 và chuẩn bị giảm quy mô hoạt động quân sự trước lễ ký thỏa thuận, theo VOV. Đây là thông tin do người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen cung cấp hôm ngày 18 tháng 1 cho Nhật báo Bình Minh của Pakistan, được đưa ra giữa lúc Taliban và Mỹ đang đàm phán tại Doha trong tuần này. Trước đó, Taliban đề xuất một lệnh tạm thời ngừng bắn. Maduro sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ. Maduro khẳng định Caracas và Washington có thể xây dựng quan hệ mới dựa trên tôn trọng và đối thoại trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ. Nếu có sự tôn trọng giữa hai chính phủ, bất chấp Mỹ lớn thế nào đi nữa, cũng như đối thoại trực tiếp và chia sẻ thông tin một cách trung thực, chúng ta có thể xây dựng quan hệ mới. Nó sẽ mang lại chiến thắng cho tất cả hai bên. Trong khi đó, quan hệ đối đầu chỉ dẫn tới thất bại cho hai phía, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm qua. Đây là lần đầu tiên ông trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ kể từ khi bất ngờ kết thúc buổi ghi hình của đài Univision và trục xuất các nhà báo hồi tháng 2 năm 2019. Lãnh tụ tối cao Iran châm chích quan chức Mỹ. Lãnh tụ tối cao Iran
Ayatollah Ali Khamenei đã chủ trì buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại Tehran, lần đầu tiên trong 8 năm trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ trước vụ bắn rơi một máy bay chở khách và căng thẳng đỉnh điểm với Mỹ, theo CNBC. Ông Khamenei đã giễu cợt các quan chức Mỹ, gọi họ là những thằng hề Mỹ. Ông cũng chỉ trích Pháp, Đức và Anh là những kẻ đầy tớ của Mỹ và là những người không đáng tin cậy. Ông cũng bày tỏ lòng chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay. Việc ông Khamenei, người cầm quyền cao nhất tại Iran về chính trị và tôn giáo, chủ trì buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu là khá hiếm đấy, hiếm gặp. Động thái này được cho là một nỗ lực nhằm kêu gọi sự ủng hộ của người dân sau những tuần biến động đã gia tăng sức ép lên người trị vì nước Cộng hòa Hồi giáo này. Vệ binh cách mạng Iran sẽ được chiến đấu ở nước ngoài. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo có thể chiến đấu bên ngoài ranh giới Iran. Lãnh đạo tối cao của Iran tuyên bố hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 1, trong một phản ứng sau khi Mỹ hạ sát tư lệnh quân đội hàng đầu của Iran và trong bối cảnh bất ổn chống chính phủ ở trong nước về vụ bắn rơi một máy bay dân dụng của HHK Ukraine, theo VOA. Trong bài viết giảng tại buổi trong bài thuyết giảng tại buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu đầu tiên của ông trong 8 năm, giáo sĩ Ayatollah Ali Khamenei nói với hàng ngàn người Iran đang hô nước Mỹ chết đi rằng không thể tin cậy các cường quốc châu Âu trong cuộc đối đầu giữa Iran với Washington về chương trình hạt nhân Iran. Giáo sĩ Khamenei nói các lực lượng Quds bảo vệ các quốc gia bị áp bức trên toàn khu vực. Họ là những chiến sĩ không biên giới. EU sẽ giám sát thỏa thuận Mỹ và Trung. Liên minh châu Âu sẽ giám sát việc thực hiện và thách thức thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung tại WTO nếu nó gây tổn hại cho doanh nghiệp, theo AFP. 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU sẽ giám sát thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung giai đoạn 1. Nếu các mục tiêu gây ra biến dạng thương mại, chúng tôi sẽ không tương thích với tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ tới WTO để giải quyết. Đại sứ EU tại Trung Quốc Nicholas Chatwis nói trong cuộc họp báo hôm qua ở Bắc Kinh. Thái Lan chật vật với ô nhiễm không khí. Người dân Thái Lan đang hứng chịu hậu quả từ ô nhiễm không khí trong lúc chính phủ áp dụng nhiều biện pháp nhưng không thể giải quyết tận gốc vấn đề, theo tờ Bangkok Post. Sương khói độc hại dày đặc tiếp tục bao trùm miền Bắc Thái Lan, với tỉnh Lampang chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất và mức độ bụi mịn không an toàn đe dọa sức khỏe người dân tại 8 quận của thủ đô Bangkok. Theo báo cáo ngày 15 tháng 1 của Cục Kiểm soát ô nhiễm PCD, theo tổ chức Air Quality Life Index, xếp hạng chất lượng không khí, Thái Lan đứng thứ 7 trong số những quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới, khiến tuổi thọ trung bình giảm 2 năm. Thượng viện Mỹ thông qua Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ. Thượng viện Mỹ thông qua Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ với số phiếu áp đảo, trao cho Trump chiến thắng thương mại lớn thứ hai, theo AFP. Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm ngày 16 tháng 1 đã phê duyệt dự luật cho phép thực thi Hiệp định Thương mại Mỹ và Mexico, Canada, USMCA, với 89 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Đây là phiên bản thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA. Mỹ cân nhắc ngừng trang bị máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất. Các quan chức Mỹ gần như chắc chắn sẽ chấm dứt chương trình
trang bị máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất bởi lo ngại những thiết bị này có thể bị lợi dụng để theo dõi người dân Mỹ. Đài BBC Anh cho biết máy bay không người lái có các tác dụng như tìm kiếm, cứu nạn, nghiên cứu, theo dõi. Sau khi núi lửa tại Hawaii phun trào vào tháng 5, 2018, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái để giải cứu một người đàn ông. Đi theo máy bay không người lái này, người đàn ông đã thoát khỏi khu rừng. Nhưng rất nhiều máy bay không người lái lại do các công ty Trung Quốc sản xuất. Hiện tại Mỹ đóng băng dòng máy bay không người lái này do lo ngại nguy cơ bị dò thám. Tờ Financial Times cũng đưa tin về việc đội máy bay không người lái bị đắp chiếu. Quang Tham, Trung Quốc đem hàng trăm chai rượu Mao Đài cực phẩm đổ xuống cống. Đây chính là hành vi của Vương Hiểu Quang, cựu phó chủ tịch tỉnh Quý Châu. Quý Châu cũng là quê hương của rượu Mao Đài theo Caixin Global. Mao Đài là loại rượu thượng hạng, được xem là quốc tửu của Trung Quốc. Loại rượu này thường xuất hiện tại các bữa tiệc quan trọng thích đãi quan chức nước ngoài của chính phủ Trung Quốc và được tặng như quà ngoại giao. Vương Hiểu Quang là một trong số quan tham sở hữu nhiều rượu Mao Đài nhất Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện có hơn 4.000 chai rượu Mao Đài loại đắt tiền được tìm thấy trong hầm bí mật tại nhà Vương Hiểu Quang. Rượu Mao Đài càng để lâu, vị càng ngon hơn. Một số chai Mao Đài được sản xuất đặc biệt, có thể trị giá tới 300.000 nhân dân tệ, gần 1 tỷ đồng. Tháng 4, 2019, Vương Hiểu Quang đã bị kết án 20 năm tù về hành vi nhận hối lộ hơn 50 triệu nhân dân tệ, hơn 160 tỷ đồng và thu lợi bất chính 162,6 triệu nhân dân tệ, khoảng 530 tỷ đồng, bằng việc bán thông tin bí mật quốc gia. Vợ chồng hoàng tử Harry chính thức trở thành thường dân. Hoàng tử Harry và vợ là cựu nữ viên Mỹ Meghan Markle sẽ không còn là thành viên của gia đình hoàng gia Anh và họ sẽ không được sử dụng các tước vị hoàng gia cao quý. Ngày 18 tháng 1, cung điện Buckingham thông báo hoàng tử Harry và vợ là cựu nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle sẽ không còn là thành viên của gia đình hoàng gia Anh và họ sẽ không được sử dụng các tước vị hoàng gia cao quý. Theo cung điện Buckingham, cặp đôi này sẽ không nhận các tài khoản trợ cấp từ ngân khố và sẽ phải hoàn trả tiền chi cho việc tân trang nhà riêng họ. Đề cập tới con trai Archie của cặp đôi này, trong một tuyên bố, nữ hoàng Elizabeth nói Harry, Meghan và Archie sẽ luôn được sự yêu thương của các thành viên trong gia đình. Mưa lớn gây lũ tại Australia. Mưa xuất hiện và chưa thể dập tắt hoàn toàn những đám cháy rừng đang hoành hành tại Australia, nhưng đã gây ra những trận lũ quét khiến nhiều đường phải đóng cửa theo VTV. Bang New South Wales và Queensland, trong hai những bang từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán và cháy rừng, hiện lại đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn gây lũ quét một số khu vực. Các tuyến đường cao tốc chính trên địa bàn Queensland đã bị đóng cửa vào ngày 18 tháng 1. Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn do thời tiết xấu, hàng loạt công viên bị đóng cửa tại các thành phố ở phía đông nam và bang Queensland. Giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng, người dân buộc phải di chuyển qua những con đường ngập nước bằng thuyền. Bão tuyết ảnh hưởng đến 100 triệu người dân tại Mỹ. Bão tuyết đang lan rộng khắp khu vực Trung Tây và Đông Bắc Mỹ, gây ảnh hưởng đến 100 triệu người dân sinh sống tại đây, theo VTV. Bão tuyết khiến giao thông trên nhiều tuyến đường cao tốc gặp khó khăn, tầm nhìn bị hạn chế. Nhiều chuyến bay cũng phải hoãn, hủy do không bảo đảm an toàn. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn quý vị kỳ tới. Kính chúc quý thính khán giả, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.